Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay tiếp tục mình lại làm một cái video để thay cái bộ răng nhọn các bác nhá. Hôm nay thì là bộ răng này thì nó là bộ răng đen. Đấy, người ta đã không biết rèn hay là đúc hay là dập kiểu gì, nhưng mà hôm trước thì mình có làm một cái video, nhưng mà cái bộ răng đó thì mình lắp ở cái máy của em Hạnh kia các bác nhá. Máy của em Hạnh thì hiện tại bây giờ đang lắp cái răng đó thì nó cũng mòn gần hết rồi. Đó thì hôm nay thì là anh Sơn anh lại sắm cho mình một con bộ này nữa, thì là mình sẽ lắp vào tiếp tục và thay để múc cho nó ngọt các bác nhá. Đây ở phía đằng trong của mình đây, toàn bộ chỗ này nó là đất sét này. Đấy, làm nó rất là cứng cho nên là lắp cái bộ này vào cho nó làm nó sướng này. Thì đây là cái bộ chốt, nó là chốt mới anh em nhá. Đấy, nó màu đen. Thì ở giữa của nó có một cái tấm gọi là cái tấm này, nó gọi là tấm thép hay tấm gì đó đấy, để nó cho nó có thể nó di chuyển như này anh em. Xong là cái này thì nó có thể là nó dạng như kiểu là nó sẽ là ôm ở trong này này, cho nó khỏi đưa đi đưa về ấy. Ok, bây giờ mình sẽ hạ xuống để mình thay nhá. Cho nó xuống đi em. Cho cái cơ cầu xuống đi. Co lên tí. Co cầu à. Rửa ra. Rửa cân ra. Đây em phú với em sẽ ngồi trên. Hạ nó xuống, hạ xuống đất đi. Rửa nó lên, rửa lên, co ngửa lên tí nữa. Rồi. Ra cái cần. Rồi. Đây mình sẽ sử dụng cái L này để mình đóng ra nhé. Đây thì hôm nay không có cái búa. Mình sẽ dùng cái này để mình đóng. Cái bộ chốt này thì nó cũng là bộ chốt mới thôi. Đây này, cái này nó cũng là mới rồi. Hôm vừa rồi thì mình vừa mới lắp cái thay cho cái bộ của răng nhọn kia thôi. Đấy, mình cái này thì bỏ vào đây. Đấy, mình lấy luôn cái công này để mình gõ. Cái răng nhỏ này thì mình dùng luôn cái công này. Nhưng nếu mà lắp máy to thì mình phải chơi cái bộ khác. Tay của mình nó hơi trơn, đập cái lặn này nó không được khỏe cho lắm. Nó dính đất và nó chặt đấy anh bác. Đầu răng này rất là chặt. Đóng thật lực, đóng cố nó thôi. Chặt thế nhỉ? Đó. Là cái bên này thì mình sẽ quay sang bên này nhé. Đóng ở cái chiều ngược lại. Tháo nó ra. Đấy. Răng bên này có vẻ nó dễ hơn. Sạch cái đất này đi. Làm lâu ngày là cái đất nó cứ dính vào đây. Nào làm đá làm đấy thì nó lại rơi ra hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử để xem cái chữ nó sẽ quay qua đâu anh em nhé. Thông thường thì chữ nó sẽ quay, có chỗ thì nó quay dưới, chỗ quay trên. Đó. Đây mình sẽ cho chữ nó dưới thôi. Chắc là nó cũng như nhau rồi anh em ạ. Mình sẽ cho nó lên để mình ngắm này. Xem cái chiều này thôi. À, có vẻ chữ ở dưới thì nó ngửa hơn đấy. À không phải. Chữ ở trên. Mình sẽ cho chữ lên trên nhá. Đây này, còn nó chữ artist đi này. Đó, trên đây anh em nhá. Bây giờ mình sẽ lắp vào. Đây thì mình sẽ gõ cái răng ở trong này trước. Khi đóng vào thì nó nhanh, nó nhàn hơn đấy nhá. Hai xe nó về được. Mình lắp xong rồi. Xếp cái này vào trong bên trong ấy đi. Mở cái đấy ra. Mở cái đấy xếp vào tít trong.
đây anh em. Cứ xin cái này này, cái răng người ta đang làm đấy. Chú không có tiền mua bộ mới à? Bà chú không có tiền mua bộ mới à? Không có tí cháu bảo anh Sơn ứng tiền cháu cho chú bộ. Đắt hơn bộ kia 170 sao ạ? Thêm 170 nữa. Cái bộ này bao nhiêu thì thêm 170 cộng. Bộ kia không biết chịu. Thôi cho vào đây đi. Cái bộ này là nó đã mòn đâu. Chẳng qua đào cái đây nó đá để cháu thay cái này thôi. Cái này tí tối cho sau nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lên để mình test luôn đây nhá. Xúc thử luôn nhá. Cái bộ răng nhọn này thì nó rất là ấy luôn. Đó, anh em nhìn này. Đây. Đấy. Xúc cái này nó mới là xúc quái anh em nhá. Đấy, cái bộ này nó mới là cái bộ gọi là răng nhọn này. Đấy, như này nó mới là cái bộ răng này nó nhọn như này làm mới sướng anh em nhá. Đấy, cái này mai kia mình sẽ lắp vào mình thi công trực tiếp xem này. Để anh em mới nhìn thấy được. Rồi mình tắt cái quạt này đi cho nó ấy đấy. Đây. Cho vào xỉa cái đất ở cái phần ta ly này cho nó ngọt. Đấy, anh em thấy không? Rất là ngọt luôn. Bởi vì cái răng nó nhọn mà. Cái răng nó nhọn thì nó cào vào đá, nó bấm vào đá thì nó ấy lắm. Với lại răng nó cũng dài nữa. Cho vào cái đất này thì xuống vào mầm luôn. Nếu mà mình cho vào một bên nha anh em nhá, cho vào một răng nhá. Đấy, nó cũng rất là ngọt nhá. Lúc trước là mình hay lắp một cái răng đào đất ấy anh em. Thế bình thường là mình cũng chỉ làm cái răng đào đất ấy thôi. Răng đào đất, răng bằng ấy thôi. Thì cái đó thì nó cũng là ngọt rồi, xúc nó cũng ngọt rồi. Nhưng mà gặp cái phần đá xít mà nó cứng như thế này thì càng khó nữa. Đấy. Anh em thấy cái chỗ đá xịt mà nó đen đen kìa, chỗ đó mới là cái chỗ cứng đấy. Nhưng mà mình cho cái răng nhọn này vào thì mình không xúc dày anh em nhá. Xúc những cái chỗ cứng thì mình chỉ cho 1-2 răng tiếp xúc với thôi. Đấy, như ví dụ cái góc kia thì mình chỉ đây, mình chỉ cho 1-2 răng thôi, còn 2 răng nó hở ở ngoài. Như vậy nó nhọn như vậy thì nó sẽ bấm xuống, nó sẽ ngọt hơn. Nó như kiểu một cái kim ấy các bác. Một cái kim mà mình đâm vào một cái quả bóng hay là một cái quả gì đó nó mềm ấy thì nó rất là dễ. Nhưng mà ví dụ như một cái cào đi, một cái cào nó có rất nhiều răng thì nó sẽ rất là lâu. Đâm nó rất là khó. Ta ly này thì nó cũng rất là cao luôn đấy. Em Hạnh thì mới xúc cái xe kia sắp đầy rồi. Đây thì mình xúc cho thêm khoảng 4-5 gầu nữa là nó đầy thôi. Hôm nay thì mình xúc chậm hơn em Hạnh một chút. Thì hai máy thì thông thường thì xúc nó cũng tùy thôi. Do cái lượng đất của mình nó có nhiều hay ít nữa. Đất nó có nhiều thì xúc nó sẽ rất là nhanh. Đất tơi nó xúc nhanh nữa. Cái bên của em Hạnh kia là lúc trước là nó là đất sạt anh em. Đất sạt cho nên là nó sẽ rất là nhiều cái đất mềm, xúc nó sẽ rất là dễ luôn. Còn bên này thì chủ yếu nó là đất củ, toàn là xả xuống hết. Cho thêm một gầu nó giải từ dưới lên trên anh em nhá. Đây, bây giờ mình sẽ xả này.
Trên này nó cao quá, mình không ngồi đến được. Bỏ lên người nhìn xem. Cái đất nó thoải thoải này, cái bụi nó cứ bay ra phía ngoài đi, làm nó sẽ đỡ bị bụi vào người. Đó, ra phía ngoài này một chút nào. Dầu nhọn này xả ghế lại cục cục này, sướng lắm anh em. Các bác nếu mà có điều kiện thì các bác cứ sắm lấy một bộ như thế này nhá, làm nó ngọt lắm anh em nhìn này. Đấy, bây giờ lúc này nó đen nhưng bây giờ nó trắng rồi. Đấy, lúc trước chắc là người ta tôi anh em, người ta tôi thì nó đen ra mà. Bây giờ thì nó cái quá trình mình múc lên là nó ma sát thì nó bị ấy rồi, nó bị mài mòn đi rồi. Đó, là bây giờ xe về liên tục nhé. Đây thì sẽ cho xe chú năng vào này. Xe chú năng vào thì mình xúc xong là ở đây xe này là xe ông quản nhé. Cái này thì còn phải bỏ bạt nữa cơ. Bỏ bạt ra bắt đầu mình ấy được, mới hót được, xúc được. Khá là bụi anh em nhá. Thì là máy mình xúc cái xe của chú Toàn này, xong là đến cái xe của chú Năng kia thì nó lại sang cái máy của em Hạnh. Thì em Hạnh em mới xúc như kia thì nó sẽ gọi là trước mình một xe, trước mình một chuyến, đằng sau một chuyến. Cái bụi nó bay về đó đấy. Càng lên đây thì mình càng nâng cái bệ nó lên để mình với được cái phần ở trên cao kia. Thì lát nữa mình san ra làm cái bệ để đứng luôn, với lên trên cao luôn. Sau này mình nâng cái bệ ở dưới cái chỗ xe đang đỗ này nữa thì cái đất nó sẽ tôn cao lên, thì cái xe nó sẽ vào, nó sẽ cái đít nó sẽ vảnh lên, thì mình với ở trên cao kia thì thả xuống xe nó sẽ gần hơn. Khá là nhiều cái cục cục về đây. Thì cái công trình này của mình nó sẽ còn rất là nhiều video anh em nhé. Thì hẹn gặp lại anh em ở video sau đó. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả đó. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến các bác bên dưới video này. Thì theo như mình thấy thì lắp cái bộ răng như thế này để chuyên đi đào cái đất nó xít xiếc cái này là rất hợp lý anh em nhé. Nó đắt hơn một chút nhưng mà nó lại hiệu quả. Mà cái giống này là nó dạng như kiểu nó đúc đi anh em. Người ta rèn người ta đúc ấy, nên là nó rất là tốt luôn. Ok, tôi chào anh em nhá. Đấy, xe nó lại về thì mình sẽ làm một cái video sau. Đấy, xe này nó đã đủ rồi. Ok nhá, tôi chào anh em nhá. Ok, chào anh em.